Đấy, ngồi đi, đấy. Ngồi đi. Ủa chó này hồi đó thì đâu gặp nó đâu. À nó còn nhỏ nhỏ đó hả? Lúc vừa qua hả? Vậy hả? Cho nó ít lông quá chó châu Phi hả? Nhìn nó đen giống châu Phi thì thấy mặt hiền chứ ta, rồi hình chung thấy nó hiền giống châu chó này. Hồi đó anh Quang thấy nó nhỏ xíu à, chó châu Phi mà đâu có hiểu tiếng Việt Nam đâu. Chó giống ngựa ha. Rồi bye bye nha.